Dạ xin chào cả nhà. Chào bà cô chú. Dạ xin chào cả nhà. Bữa nay gặp được chú Tư rồi cả nhà. Gọi chú Tư với em với chị Hảo á đi mà kéo lưới. Thì bà cả nhà cùng đi với chú cháu em nha. Đi con. Bước xuống đây luôn hả bác? Đi rồi các bạn. Đó, kéo từ trên kia có đây hả bác? Dạ. Cái gì chứ hả? Ấy da, cua. Có cua không? Ừ. Con cua cũng bự quá nè. Rồi đi, nghe kéo con bác ăn bác rồi. Nhẹ lên. Đi. Để có bắp chuối nha bác ơi, bẻ vô mới rồi. Ủa bắp chuối ngắt luôn. Qua đây. Qua. Ờ, kia luôn. Quá đẹp đó. Dở lên cao hay sàn sàn có. Ồ cá đồng tông có rồi bác ơi. Con cầm lên chưa bác? Chưa sạch hình nữa. Dạ. Ôi có cá lóc nó vô nè hả ơi. Con bẻ được con bắp chuối nha. Bắp chuối con bẻ. Cá bắp phi với nè bác. Ốc khác rồi. Đúng hết rồi. Lên chút cái bể bụng nó lòng cong nó dở. Dạ. Có tép nè. Tép bụng ít tép. Dạ tép bầu tép mũi nhất rồi bác ơi. Ừ. Mới kéo con lưới mà được nhiêu á. Nè nè, sẵn cái đây đi rồi mẹ lựa cho. Cho hai anh cháu kéo tiếp nữa. Đây, mình kia dùng quá. Thôi lụm ra đi con. Rồi chút đỉnh bỏ đại đi. Con cho kéo cái cá bỏ đại bờ cho lụm. Mình vô ghép
Đó. Để con gọi gác đi. Lắc lại cho có ốc đắng luôn. Để lên bờ đi em. Thiêu lên bờ luôn em. Gọi gác không phải đổi gì gọi cho mẹ đi. Thiêu lên bờ cái em. Mẹ hát chưa ta? Bố kia lại rồi mẹ rửa cho. Đừng rửa cái này, chép nó ra. Nắp chép nè. Rồi, cái nó gọn ra đi rồi con rửa cho bác. Chúng ta bé rồi. Chơi cho con hát con gần vậy nè. Á, Vũ ra ngoài cái chị. Hết rồi. Chị bắt đầu băng lại em đó. Đi bên đây không bắt. Nè, chết. Rửa sơ sơ gì nữa hả? Bẻ được vài gốc chuối trong vườn nè. À, bác Tư ơi, nhiêu đây mình cũng đủ ăn hả bác? Mình chiên bột chiên sức rồi. Giờ con qua bển đốn buồn chuối với, mà bẻ có bắp chuối ít rau cù nèo nữa mình về nghe bác. Dạ. Sẵn đi ra ruộng rồi. Bỏ đây đi, rồi lắp mình về mình lấy. Cái chuối này bự mà trái cũng được bự hơn. Thank you.
Dạ xin chào cả nhà. Thì hồi sớm á, bác Tư với mà chí Hào á với em á có kéo lưới á được mà ít lòng tông nè với cá chầu chầu với tép mũi á, rồi em rửa sạch, em lựa gác rồi sạch với lặt bụng rồi sạch đây, rồi em có mua phai á, khoai lang á, ít củ khoai lang với rau với về bột bột chiên giòn á. Cái này thì em chỉ có chiên giòn với chấm nước mắm, gói rau chấm nước mắm à cả nhà. Rồi chí Hào với cũng tắm rồi, giờ em làm từ từ trước, chút mẹ em cũng ra phụ, thì mời cả nhà vô bếp với em nha. Giờ em gọt phai trước đó cả nhà, rửa để cho nó ráo với nó hết mủ á, rồi lát này em pha bột sau. Phai này kia là phai nghệ này, luộc cái màu nó vàng như nghệ. Cái phai này á mình hấp cũng ngon lắm cả nhà, nó cũng ngọt lắm, mà luộc thì nó hơi lạc nha, mình hấp nó ngon hơn. Màu nó đẹp, màu vàng. Cái màu này màu màu cam nha, nhưng mà hấp với luộc gọi là cái màu vàng như vậy. Em rửa sạch rồi, giờ em bào sợi sợi. Sợi đắt em bỏ vô bột với em chiên. Cộng vào sợi sợi đẹp. Mẹ làm nước mắm giùm con nè, làm nước mắm cho ớt giùm con. Con bảo này cái nước con sao bạc. Cái phai này màu đẹp đấy mẹ. Chào cả nhà. Treo cái chuông này nghe ten 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 cũng đỡ buồn. Cái này mà có đu đủ á mẹ, bào á trộn mắm tép ngon á mẹ. Khói phai xong rồi con pha bột cái mẹ. Nên mở bột ra. Hảo đi chặt cái dừa đi Hảo ơi. Mọi bạn nước mắm rồi đó thường mà. Hảo bẫy dừa chưa con? Hảo bẫy dừa tươi chưa? Bé rồi hả? Mới rồi thì ra chặt đi. Ngọc ôm chú dừa vô cho ngoại đi con. Bột chiên giòn, mời em cắt cho em thôi. Cho miếng nước đi, không phải cho bột cho nó nở. Nè em làm 4 bọc thôi chứ giờ. Vậy cái sau mình chế nước cho tôi đó để sợ nó lỏng. Em quậy bột xong, giờ em cho hạt nêm vô nêm. Ít hạt nêm. Miếng thịt bò. Thêm ít đường. Hành này em sắc rồi nè, em cho vô luôn, nó thơm, thêm nó thơm. Giờ em vậy lên cái đường. Thank you.
bột nè, em niêm rồi em niêm hạt niêm rồi, rồi xong hết trơn rồi, giờ em đánh đều rồi, giờ em cho phai vô. Mình nhiều quá em để 2 củ. Rồi em cho phai vô bột đi. Rồi cá tép này nè, em cho vô luôn, trộn chung với bột đi. Cho mẹ con nha. Tôi bầm ớt rồi, để đây rồi giờ tôi mới pha nước mắm, rồi đường, một chút bột ngọt với rồi quậy cho tan nè, rồi tôi mới đổ nặng chanh với ớt đổ vô lượt một cái đó, rồi cho nó nổi lên nó đẹp. Nước mắm này làm chua chua ngọt ngọt á, chấm ngon lắm á. Mình làm nước mắm á mình để tẩu ớt sau á nó mới nổi nè. Cái này mà cuốn mà có nước mắm chua chua ngọt ngon lắm nè. Thì đổ ớt vô nè, mình vậy chơi ngu anh, ớt với nó nổi lên đẹp. Cái này con xong rồi đó mẹ, giờ con đi bắt chảo ấy dầu lên chiên nha mẹ. Chiên đi dạ. Từ đi bắt mấy cái cháo nó lật ra dạ.
thấy rau thơm. Nè con, bữa ra gặp không nhớ ngậu nữa, có nước. Vậy kìa nước bỏ nha. Đỏ làm gì? Cái đó khỏi lặt. Cái này là con để vô. Con này là con mới lặt. Con lặt lặt. Lặt như mọi này nè, thấy không nè. Nè 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 nè. Con cầm lắm như mỏ ha. Nè con lặt vậy là không đúng vậy nè. Nè, nè, nè. Thấy không? Nè, con cầm đây nè. Nè, nè, nè. Nè, cầm miếng nội nè, đặt nè. Đâu có, con cầm ở đây nè. Cầm xuống. Nè, đi qua đây ngồi nè. Nè. Qua đây, xích, con xích ra hai chị em ngồi đây nè. Đặt nè. Đặt cho thơm để riêng, con đặt để vô đây. Hôm nay mình đi mấy chị ba chuyển cho con. Mình em bắt chảo lên á. Rồi giờ em chỉ cái dầu vô. Cái sau rồi em chiên bò. Này mình chiên là mình để dầu nhiều nhiều. Mấy giờ? Dầu sâu nha. Giờ em cho bột vô. Mình đánh nghe mỏng mỏng nha mấy giờ.
con. Em chừng nào sao nó đi học? Học thứ hai. Sao học cô giáo có nói gì không? Bánh gà, bột, với cái gậy này, cái dây giáo rồi. Chưa. Con nó mắm được không nè? Con biết chưa? Áo chưa? Con biết chưa? Thì con lấy cho nè. Con đã chưa xịt rồi chứ con? Rồi, ăn đi. Rồi, được rồi, hết được rồi. Rồi, làm thân chim bột cũng xong rồi cả nhà. Và cả nhà dùng lòng tan chiên bột với gia đình em nha. Mà cô chú ăn cái chiên bột với con. Bà cho chú ăn cái chiên bột với con. Dạ gì? Ăn chiên bột. Chào cả nhà, mời cô chú ăn chiên bột. Cái chiên bột hả? Chiên bột với con. Rồi cả nhà cùng ăn. Cái này là phải bóc cả nhà ơi. Bóc gói ăn mới ngon. Mày con cắt nhỏ nhỏ thôi nha mẹ. Nhỏ cho dễ con ra ăn Thảo. Cắt ở bên này, cắt không bẻ được không? Vậy đây con cắt. Bẻ được. Đưa con. Đưa cái dĩa đó qua cho con. Ngủ rồi. Cắt. Đổi đổi. Bưng qua bển, bển gì vậy? Bên đây ít. Cái này cuốn bằng tay mới ngon cả nhà. Bóc rồi cuốn mới ngon. Bóc ngon. Nó hơi nóng nha con, dĩa này hơi nóng. Chỗ. Nó nhẹ giòn quá hả mẹ? Con. Để cả nhà thì ở đây là chú Thơm cũng ở gần sớm á cả nhà. Rồi chú năm nay chú nhiêu tuổi ha? Nhiêu tuổi? 58 tuổi. 58 tuổi, chú cũng ở gần sớm cách đây cũng gần. Một câu. Hả? Một câu. 56. Năm 58 chú, 58 tuổi, chú ở đây cách cái nhà của chồng em là khoảng gần cây số. Chú ở một mình, neo đơn có mình ơn rồi, với lại chú dị tật từ nhỏ tới lớn rồi nè. Chú dị tật từ nhỏ tới lớn á, cho nên chú bị lãng tay á, với mà bị nói chuyện ra không có gành, như là bị câm lâu lâu cũng thốt lên được lời nói á cả nhà. Rồi chú ở của mình ơn rồi, có gì em rủ chú lại ăn chung cho vui á. Con thấy thèm á, con gói cuốn trước đó. Này có đủ rau hết hả cha? Xà lách, rau mắc cá, rau găm. Cái này là đinh lăng quá. Đinh lăng này là ăn định thuốc nè. Chị đau nhức nè. Rồi có cắt lòi, cá cắp, đủ loại rau. Bao tử gì không? Cuốn cuốn thiệt bự luôn. Nãy giờ thèm rồi. Không nha.
Uống đại vô, ăn đại vô, ăn cho nhiều. Giòn quá. Nước mắm này làm cho chua ngọt vừa ăn đó. Thảo cúng Thảo, Thảo cúng rau Thảo. Thảo cúng rau không? Tam học lớp mấy rồi đó, cho bà cô chú nha con. Hết rồi. Nhà mới cởi cho ông bà cô chú nghe. Hôm ngày mới như ngày hay nửa buổi. Ngày hai buổi rồi đó. Bao nhiêu tuổi? Chị lớn hơn cho bà cô chú nghe. Đi lớn rồi. Mày cũng phải lắp cắt cái gì? Cái lá chải này bự lắm, mày ăn gói dừa gói lắm mày. Giòn luôn á. Mà ăn gì? Gì bánh xèo. Nè lá cắt nó. Đấy, cho cả nhà biết, cho cả nhà biết mình khi chú bị lãng tay á, rồi cha mẹ nói chuyện hơi lớn á, nói chuyện hơi lớn chú mới nghe được, nói phải ra dấu á mà. Chơi rửa tay. Nhỏ thì với con với cha tôi nói, ta biết. Chú không có nhà, hình như là được rồi, con nghe nói nhà nước cho nhà Thịnh Dương hết nè. Nhà nước cũng cho chú một cái nhà đó nè. Vì ông già, ông già chết liệt sĩ, bà già phá giá. Con thôi con. Nó lớn hơn con. Lớn hơn mẹ hai miếng nhà. Lớn hơn. Mấy cái ngồi luôn. Chú. Ngon không? Ngon. Ngon. Còn găng không? Trắng là con không? Còn mấy cây. Còn mấy cây hả? Có lâu gặp vừa kìa, ăn cũng thơm. Con không ăn cải được cho Phan. Cô cầu nó ăn được rồi mừng rồi. Con cuốn bự bự không gan nhiều nó ngon ăn nhé. Hồi sáng hồi sớm nhờ phụ mẹ phải ăn cho nhiều nha. Ăn cho no căng bụng nha. Đó giờ con có ăn món này lần nào chưa? Bữa nay ăn thấy lạ lạ ngon ngon không? Ngon nó ngon đừng giật nào. Ừ. Dạ, nó hốt miếng miếng trà bá.
Rồi ăn đi con. À, ăn với nước tương hả? À? Còn rắn không nha? Ăn cái mấy cái gì gì ở ngoài nó cũng giòn hết nè. Cứ vô. Ăn cho no thôi chú. Cây em biết kêu kêu bạn gì không? Bạn gì? Kêu bạn ông bác, ông chú hả? Ông chú. Ông chú à. Mới hẹn nha, thấy ông chú làm ở chú ăn cơm nha. Ăn đại no vô. Bữa ăn gia đình của em á đến đây là kết thúc cả nhà, thì hẹn cả nhà quay video kế tiếp. Xin chào cả nhà, bye bye, bye.